Ok, hôm nay mình làm tôm sú cho sushi. Anh Mỹ là gọi là Tiger Shrimp, tức là tôm con cọp. Nó có mấy cái lằn đen này nè, giống như con cọp đó, vàng đen phải không? Đó, để gần cho coi ha. Tại vì làm mấy cái loại tôm này cho sushi nó mới lên màu mới đẹp. Còn tôm tôm trắng đó, nó không có lên màu, nó không có đẹp. Ok. Tiger Shrimp. Ok. Trước khi mình làm á, mình cầm bốn ngón tay dưới ha, một ngón tay trên mình bẻ thẳng đó. Lấy cây kim nè, cây bamboo mình găm ở dưới xuyên qua, thấy không? Ok. À, làm lại thêm một lần ha, cầm con tôm vậy ha. Mình đè nó xuống ha. Xỉ ở dưới thôi. Đó, xỉ ngang qua vậy. Mình không có xỉ ở trên, nhưng mà mình xỉ ở trên đây á, nó sẽ làm vết cái da trên á, nó không có đẹp. Mình xỉ ở dưới thôi, ở dưới thì dưới không có cái da, nó không có cần thiết. Lát mình cũng cắt ở dưới thôi. À, để thẳng là xỉ vô. Ok. Cầm tôm nó cong vậy thôi, mình đè thẳng đó, đè thẳng nó, mình xỉa ở dưới, xỉa qua là nó thẳng bằng nè, không thấy con tôm nó thẳng bằng không? Ok. Ok, bây giờ tôm là mình xỏ hết rồi nha, mình đem bây giờ mình đem đi luộc. Ok, bây giờ mình nấu nồi nước ha, bắt đầu luộc. Nồi nước này á, cái này là cái chén vũ, cái này là chén vũ sake, bỏ chén vũ vô. Ok, còn cái này là muối. Ok, xô bỏ chút xíu muối vô ha. Ok, tại vì á, cái tôm loại tôm sú này là tôm không nước nước ngọt, không phải nước mặn. Tại vì mình phải để chút xíu rượu sake cho nó khử cái mùi hôi, cái mùi hôi đất á. Muối thì cho nó có cái có mùi vị chút xíu mặn mà. À, với lại cái rượu cũng giúp cho khi mình luộc có giúp cho nó lên màu đẹp hơn nữa. Ok. Lại mình luộc á, khi nước sôi mình đổ tôm vô luộc á, mình đừng có luộc chín quá. Cái tôm này chín quá thì nó bị khô, cái thịt nó khô ăn không ngon. Mà cũng đừng có luộc nó hơi sống nha, sống thì nó bị cái thịt ở chính giữa nó hơi sống á, thì ăn khách nó sẽ nó complain, nó thiếu nại. Ok, mình không có làm sống, không có nấu sống mà cũng không có chín quá. Ok, vừa đủ chín là mình lấy ra, mình khoảng nước sôi rồi mình bỏ vô luộc khoảng 1 phút là được rồi. Ok, mình dự định coi con tôm á, nếu mà ai không biết canh á thì mình rút một cây tăm ra, khi nào luộc con tôm này nó cong lại thành chữ U á, thành chữ U, ok, là con tôm nó chín hết. Nếu mà nó còn nó con tôm nó cong vậy á, thì nó chưa chín hết, nó phải cong tới giống như chữ U vậy á, là toàn bộ con tôm này chín hết. Nhưng mà mình có kinh nghiệm, mình không có cần. Ok, bây giờ nước nó bắt đầu sôi lên rồi đó, sôi sùng sục, mình đổ tôm vô luộc ha. Ok, thổi vô. Ở trên thì mình trụng cho nó ngâm hết con tôm mới luộc được, còn cái ở trên nó không có ngâm tới thì nó không có luộc được. Lấy cái này mình quậy cho nó luộc đều rồi đấy.
thể coi cái thịt ở đây nè, thịt cái đầu của nó không có trong á, nó không còn trong nữa, nó trắng hết rồi. Ok, được rồi đó, khoảng một phút rồi. Để mình lấy ra. Phải lấy hai tay. Ok, bây giờ mình luộc xong cái tôm này mình lấy ra ha, mình đổ nước cá vô. Ok, mình nước cá vô cho nó nguội nhanh, nó lạnh nó nguội lại mình mới làm được. Ok, xong rồi cho chút xíu nước lạnh vô ngâm cho nó nhanh nguội chút. Okay, mình ngâm khoảng cho nó 5 phút cho nó lạnh lại, nó nguội lại mình mới làm ha. Ok, bây giờ sau 5 phút nó nguội rồi mình đổ hết mấy cái nước đá ra ha. Ok, xong bây giờ mình bắt đầu rút cây ra ha, rút hết mấy cái cây ra, mấy cái cây viêm này ra. Ok, okay, bây giờ mình rút xong cái tâm ra, mình bắt đầu lột vỏ tôm ha. Nãy có một con không có sổ được, phải không? Nó cong thành vậy á, là tôm nó chín hết rồi, phải không? Nó cong thành hình chữ U nè. Ok, ok, mình lột tôm ha. Một. Ok, để vô màn hình để cho mấy bạn coi rõ một chút. Mình cầm con tôm ha, mình lấy cái ngón tay đầu mình để ở đây, mình kéo cái cẳng nó ra, mình xé nó ra ở dưới ha. Xong mình quay qua bên đây, mình nắm cái đuôi, cái ngón tay đầu nắm cái đuôi, rồi cái ngón tay đầu bên đây cũng nắm cái đuôi ở đây, à, cái chân nó mình đẩy nó ra. Thấy không, thấy cái nhọn nhọn này không, mình xé nó ra luôn. Cái này đâm vô cổ họng là khách nó phải bắt bồi thường đó. Ok, okay, mình làm lại một lần nha. Nào, lấy con tôm cho anh ha, cái tay bên đây nắm nửa khúc sau, cái tay bên đây á, nắm nửa khúc đầu. Ok, tay bên đây á, nắm ngay cái chân nó, mình xé nó ra. Ok, rồi mình xoay qua bên đây, mình đổi lại chỗ cắt nó. Mình bây giờ mình nắm cái đuôi ha, hồi nãy mình nắm chính giữa, bây giờ nắm cái đuôi. Xong rồi cái ngón tay này, ngón tay đầu bên tay phải á, mình nắm cái đuôi nó, mình đẩy nó ra. Thấy không, thấy cái đòn nhọn nó đẩy ra luôn không, nó cái này đâm vô khách cổ họng là mình phải đền tiền. Ok, đó, nguyên con tôm. À, làm thêm một lần ha, xoay qua bên đây đẩy ra. Ok, là nó ra hết. Ok, nếu mà quen rồi thì mình chỉ đếm một hai thôi nè. Một, hai, đó, một, hai. Ok, mình quen tay ở một, hai, xong. Một, hai, đó, xong không? Không, thấy không? Làm quen tay rồi vậy. Ok, làm thêm một lần chậm cho mấy bạn coi ha. Bắt con tôm, ngón tay đầu nắm ngay chính giữa con tôm, rồi ngón tay đầu bên phải, tay phải bên đây nắm mấy cái chân nè, mấy chân mình xé nó ra. Ok, xong rồi á, hả, xé ra xong rồi mình xoay qua bên đây ha, xoay qua bên đây nắm cái đuôi. Ok, rồi cái tay bên phải này, ngón tay đầu á, nắm cái chân nó mình đẩy lên, đẩy ra ra ha. Cái đòi nhọn nó đẩy ra luôn. Ok, à, một, hai, xong. Ok, một, hai,
1 2 xong. Nào, thấy rõ ràng không? Ok. Đó, làm thêm một lần nữa cho mấy bạn coi chậm lại ha. Nắm thấy không? Ngay chính giữa. Viên con tôm đây mình nắm ngay chính giữa ha. Rồi, cái này tay trái mình nắm tôm. Rồi tới tay phải nắm đuôi ha, mình xé ra. Ok. Rồi xoay qua bên đây, xoay qua bên đây. Đó, ngón tay trái nắm cái đuôi. Ngón tay phải nắm cái chân của nó, đẩy nó lên cái là cái đồi nhọn nó ra luôn ha. Ok. Không có gì khó hết. Xong mình lột xong mình mới cắt tôm nha. Ok. Ok, xong bây giờ mình lột xong tôm, bây giờ mình bắt đầu cắt con tôm. Mình cắt cái con tôm ra mình phải cẩn thận. Ok. Đó, cắt mà đừng có cho nó dách cái đường chính giữa nó, làm nó không có đẹp. Bây giờ mình làm vậy là nó vừa bó vô cái cơm nè, như cái miếng cơm này nó vừa bó vô vậy là nó không bị dách nè, nó đẹp nè, nhìn con tôm nó đẹp ha. Ok. Trước hết mình cắt cái đầu ở đây mình cắt bỏ cái thịt này mình không có xài. Ok. Xong rồi mình cắt cái da con tôm ra, xong rồi mình mới cắt cái đuôi ha. Con tôm này cắt cái đuôi ra nó khi làm nó xệ nó đẹp lắm. Ok. Đó, con tôm này á e bị sushi là phải như vậy. Ok. Mình cắt xong mình còn phải giữa nữa nha, giữa hai lần nha. Ok, bây giờ mình cắt cho mấy bạn coi trước nha. Ok. Dao ra cắt cái đầu nó bỏ ha. Rồi kéo một đường ở chính giữa. Ok. Xong rồi cắt cái đuôi. Ok. Đó, thấy không? Nhưng tò mò không có bị rách. Ok. Nè, làm thêm lần nè. Cắt cái đầu nó. Để con dao mình để. Nếu mà ai không biết cắt có thể để con dao lên cao một chút, kéo từ từ xuống, kéo từ từ xuống ha, kéo xuống từ từ. Ok, là xong. Rồi. Cắt đuôi nó. Ok. Không, có đồ dơ ở đây lắm, mình phải rửa. Ok. Ok. Rồi, cắt thêm lần. Ê, điểm ăn đó hàng. Ok. Ok. Mũ. Ok. Bây giờ cắt xong tôm ha. Xong mình cắt xong rồi giờ mình rửa tôm ha. Mình lấy 2 muỗng muối. 2 muỗng canh muối. Xong rồi này, cái này nước. Đây 3 lít rưỡi. Ok. Mình bỏ 3 lít rưỡi vô. Không. 3 lít rưỡi. Ok. Xong mình trộn đều nó. Ok, sau khi nó hòa tan rồi, muối nó hòa tan mình bỏ tôm vô hết. Bỏ vô giữa. Lấy từ con mình rửa ha, nếu mà có đồ dơ thì mình rửa nó ra ha. Em như mấy cái này nè ha, nó có đồ dơ mình rửa nó ra. Nào, mấy cái đồ dơ không mình rửa nó ra, rửa hết lần này mình rửa thêm một lần là rửa 2 lần ha. Cái không thấy đồ dơ không? Ok, phải rửa 2 lần nha mấy bạn. Ok, bây giờ xong, bây giờ mình rửa lần thứ 2 cũng là 2 muỗng muối nha. Ok, là đổ cái này 3 lít rưỡi cho. Ok. Điều nó quậy cho nó hòa tan mấy cái muối. Ok,
sau khi nó hòa tan là mình bỏ tôm vô hết. Okay. Lần này mình không có cần rửa từ con nó sạch rồi, mình chỉ là nhúng cái mình lấy ra là được rồi. À, không, tôm nó sạch sẽ không? Tươi sạch sẽ, ok. Đó.